Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 26 tháng 9 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chủ tịch nước Trần Đại Quang với người dân Hưng Yên. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức ngày hội khởi nghiệp và biểu dương chi hội phụ nữ tiêu biểu năm 2018. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức giao ban báo chí tháng 9 với các cơ quan báo chí trong tỉnh. Thôn Lãnh Điển xã Đại Tập xã hội hóa hơn 10 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi. Ô nhiễm môi trường ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 26 tháng 9, lễ viếng chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra đồng thời tại thủ đô Hà Nội, tỉnh Ninh Bình và thành phố Hồ Chí Minh. Khi còn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và đặc biệt từ khi giữ cương vị là Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đại Quang luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Gần đây nhất, vào ngày 27 tháng 7 năm 2018, nhân dịp 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đại Quang đã về thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch nước đã đến Tân Cương, Tân Hòa tại các di tích lịch sử cách mạng. Chủ tịch nước cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đã tới dâng hương tại khu nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình ở xã Sai Phạm, huyện Yên Mỹ. Chủ tịch nước đã đến dâng hương dâng hoa tại di tích lịch sử quốc gia Cây Đa và Đề La Tiến ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Chủ tịch nước cùng đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trên khu vực quảng trường mang tên Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã biểu dương những thành tựu mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được sau hơn 20 năm tái lập. Hưng Yên là tỉnh giàu tiềm năng và có lợi thế lớn như nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, nằm trong quy hoạch vùng thủ đô, có hệ thống giao thông thuận lợi. Vì vậy, tỉnh cần có quyết tâm, biện pháp cụ thể để nhanh chóng phát huy tiềm năng thế mạnh, xây dựng phát triển Hưng Yên thành một tỉnh giàu đẹp văn minh, xứng đáng là vùng đất địa linh, nhân kiệt. Chủ tịch nước đã dành thời gian đến thăm hỏi động viên nhân dân trong tỉnh. Nhớ lại buổi đầu được gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Phạm Hồng Sử, Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Hòa, không giấu được nỗi xúc động. Cách đây 2 tháng, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về thăm quê hương Hưng Yên và thăm xã Nguyên Hòa. Cán bộ, đảng viên và nhân dân chúng tôi vô cùng phấn khởi được đón đồng chí Chủ tịch nước về thăm địa phương. Đồng chí đã lưu bút tại địa phương ghi nhận công lao, cống hiến, đóng góp của hơn 1.000 chiến sĩ và nhân dân yêu nước đã hy sinh. Và đồng chí căn dặn cán bộ, đảng viên xã Nguyên Hòa gìn giữ và bảo tồn di tích cho xứng tầm với lại di tích lịch sử và sự công lao, đóng góp của các đồng chí, đồng bào yêu nước đã hy sinh tại nơi đây. Những tình cảm, sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng sâu sắc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lúc sinh thời vẫn là kim chỉ nam, con đường mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đang bước tới để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong những ngày này, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn Chủ tịch nước Trần Đại Quang, vị nguyên thủ quốc gia luôn dành tình cảm đặc biệt cho tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp và biểu dương chi hội phụ nữ tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2018. Tới sự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tại ngày hội, đại diện chị em phụ nữ ở các huyện, thành phố trong tỉnh được giao lưu chia sẻ với chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, gặp gỡ gương phụ nữ điển hình vượt khó khởi nghiệp thành công.
thông qua Ngày Phụ Nữ Khởi Nghiệp nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sự sáng tạo của phụ nữ. Nhân dịp này, đã có 20 phụ nữ tiêu biểu khởi nghiệp thành công được vinh danh, 22 chi hội phụ nữ được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vì đã có nhiều hoạt động hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 9, huyện Ân Thi đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018. Dự lễ khai mạc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Văn Hưng, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với đề mục, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, cuộc diễn tập đã tiến hành 3 giai đoạn. Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến phòng thủ. Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, kỹ năng vận dụng nội dung, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phương pháp tổ chức thực hiện của chính quyền trong các trạng thái quốc phòng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, năng lực tham mưu của các phòng ban ngành đoàn thể, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng trong mọi tình huống. Chiều ngày 25 tháng 9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan báo chí trong tỉnh. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy đánh giá cao công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tuyên truyền kịp thời những chuyến thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại nước ngoài, tập trung tuyên truyền đậm nét, có tính toàn diện về các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, gương người tốt, việc tốt, tạo dư luận tốt trong quần chúng nhân dân. Trong tháng 10, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là công tác xây dựng đảng và các ngày kỷ niệm trong tháng, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa 12, Kế hoạch 93A và Chỉ thị số 07 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, khuyến khích động viên phóng viên, biên tập viên tích cực hưởng ứng tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng và cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong dịp tổ chức quốc tang Chủ tịch nước, các cơ quan báo chí trong tỉnh phải bám sát sự định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, tuyên truyền đúng, tạo dư luận tốt trong quần chúng nhân dân. Ngày 25 tháng 9, Ban Chỉ đạo Hoạt động Hè và Chiến dịch Thanh niên Học sinh Sinh viên Tình nguyện tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Hoạt động Hè và Chiến dịch Thanh niên Học sinh Sinh viên Tình nguyện Hè tỉnh Hưng Yên năm 2018. Sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh. Hè năm 2018 với tinh thần hướng về cơ sở, Ban Chỉ đạo Hoạt động Hè các cấp đã tập trung chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo khí thế sôi nổi, sân chơi lành mạnh và có ý nghĩa giáo dục cao. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh đoàn, đoàn cơ sở cần tiếp cận thực tế sâu hơn, thậm chí từ cấp thôn xóm để nắm bắt tình hình phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa, môi trường nhằm đưa ra các hoạt động tình nguyện thiết thực, sáng tạo trong cách tổ chức, cách huy động các đơn vị hỗ trợ, thay đổi hình thức khen thưởng và cách thức báo cáo tổ chức hội nghị bằng các video hình ảnh cũng được đồng chí nhấn mạnh nhằm thay đổi cách tư duy và tổ chức các hoạt động theo lối cũ, đồng thời giúp các cơ sở truyền đạt và thông tin các vấn đề được dễ dàng hơn. Tại hội nghị, đã có 20 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2018. Chiều ngày 25 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ cho các đồng chí là lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, cán bộ văn thư, lưu trữ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt một số nội dung, thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác văn thư lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị xã hội năm 2017, đề án phát triển công tác văn thư lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Hướng dẫn số 36 ngày 3 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tăng cường thu thập, chỉnh lý, giữ tin bảo quản an toàn và phát huy hiệu quả giá trị tài liệu dự trữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác, góp phần cải cách hành chính. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Mỹ đã xử lý được 83 trường hợp có đất dôi dư, là một trong những địa phương dẫn đầu trong công tác xử lý đất dôi dư toàn tỉnh. Tổng diện tích đất dôi dư huyện Yên Mỹ đã lập hồ sơ là hơn 11.000 m2 với 120 trường hợp, đã tiến hành xử lý cho 83 hộ và thu được hơn 8 tỷ đồng từ đất dôi dư. Trong đó, thị trấn Yên Mỹ xử lý được nhiều nhất 14 trường hợp, thu về hơn 1,6 tỷ đồng. Xã Sai Phạm xử lý được 12 trường hợp, thu về hơn 1,2 tỷ đồng. Xã Tân Việt 10 trường hợp, thu về gần 1,4 tỷ đồng. Để có được kết quả đó, huyện Yên Mỹ đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa cũng như lợi ích mà người dân được hưởng từ xử lý đất dôi dư. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các cấp từ tỉnh đến huyện đều chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các hộ xây dựng trái phép công trình trên đất hành lang an toàn giao thông, hành lang thủy lợi, nhưng tại nút giao giữa quốc lộ 5A với đường trục xã Xuân Dục vẫn có hộ ngang nhiên xây dựng nhà ở kiên cố trái phép. Hộ gia đình anh Đỗ Văn Thiêm trú tại thôn Bến, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào đã tự ý xây dựng nhà siêu mỏng với diện tích dưới 16 m2. Được biết đây là diện tích đất hành lang giao thông, là đường đi vào xã Xuân Dục và là đường tránh của cầu vượt số 4 bắc qua quốc lộ 5A. Việc xây dựng trái phép của hộ gia đình này đã không được Ủy ban nhân dân xã Bạch Sam xử lý thực hiện theo đúng tinh thần kế hoạch 93A năm 2017 về xử lý nghiêm công trình xây dựng trái phép trên đất hành lang giao thông thủy lợi và quyết định số 18 năm 2014 của Ủy ban nhân dân về hạn mức đất ở của tỉnh có quy định công trình nhà ở sát đường quốc lộ, đường tỉnh, đường xã không được xây dựng khi có diện tích dưới 40 m2. Thôn Lãnh Điển, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu là địa phương khó khăn, song thời gian qua, thôn đã vận động nhân dân, xã hội hóa, xây dựng được nhiều các công trình phúc lợi. Cùng với vận động nhân dân trong thôn và những người con quê hương làm hơn 1.000 mét đường bê tông rộng 5 mét, có đoạn rộng tới 8 mét dài 20 cm, xây dựng cổng làng và xây dựng đình làng. Mới đây, cán bộ nhân dân trong thôn và những người con quê hương đang làm ăn sinh sống và công tác ở mọi miền Tổ quốc còn đóng góp tiền, vật tư và ngày công để xây dựng cổng vàng đền thờ tướng quân Nguyễn Siêu, là một trong thập nhị tướng quân thờ nhà Đinh. Ông đã có công dẹp sạc xâm lăng, giữ yên bờ cõi và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đây là di tích lịch sử cấp tỉnh, hiện còn giữ được hai sắc phong thời vua Khải Định và nhiều đồ thờ tự quý. Tổng giá trị các công trình phúc lợi của thôn lên tới hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, gia đình cụ Nguyễn Đức Hòe, gia đình ông Phạm Năng Miêng, giám đốc công ty may xuất khẩu Quân Săn, mỗi gia đình tài trợ hơn 300 triệu đồng. Các công trình này không chỉ là niềm tự hào của người dân thôn Lãnh Điển, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, mà còn nói nên sự gìn giữ những nét đẹp văn hóa trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thời gian qua, huyện Tiên Lữ đã quy hoạch xây dựng nhiều bãi tập kết rác thải tập trung tại các thôn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã tập trung quy hoạch xây mới 13 bãi tập kết rác thải với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có 28 bãi rác quy mô thôn, 2 bãi rác theo quy mô xã thị trấn, trong đó nhiều xã đảm bảo 100% các thôn có bãi chôn lấp hợp vệ sinh như Nhật Tân, Thủ Sĩ. Nhìn chung các điểm tập kết đều đảm bảo các tiêu chí về khoảng cách với khu dân cư, không gây ảnh hưởng nguồn nước mặt. Ngoài ra, các xã còn chủ động thuê công ty xử lý rác chuyên chở, rác thải tại các bãi tập kết đi xử lý, tránh ô nhiễm môi trường. Hiện nay, huyện đang tiếp tục triển khai hỗ trợ các địa phương xây dựng mới 6 bãi rác thuộc các xã Ngô Quyền, Tị Chế, Hải Triều, Trung Dũng và Lệ Xá.
Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần phản ánh về tình trạng rác thải, nước thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, nhưng đến nay tình trạng này vẫn không được cải thiện. Dù lãnh đạo nói sẽ giải quyết, còn người dân thì vẫn cứ phải sống chung với ô nhiễm. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại từ trung tuần tháng 6 năm 2018. Nước thải đen kịt, sủi bọt bốc mùi hôi thối giữa khu dân cư. Khoảng 30 hộ. Hộ nuôi nhiều nhất. Nhiều nhất khoảng trên 100 con. Mà ít nhất cũng phải là 30 con đến 40 con. Cái nước thải đâu hết? Đều thải ra rãnh cùng với nước sinh hoạt của thôn hết. Ô nhiễm thì dân thì cũng chỉ biết kiến nghị với lại trưởng thôn với lại cấp trên thôi. Có chuyển biến không đáng kể. Rác thải tập kết bừa bãi trên đường. Rất nhiều lần là nó bừa bãi cả ra cái đường liên huyện giữa Văn Giang và Khoái Châu. Đấy, tôi kiến nghị làm thế nào cho dân đi đường là một, khách quan thiên hạ, rồi là dân xung quanh ở cái khu vực chúng tôi làm cây cối này để cho nó đỡ bị ô nhiễm môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu dân cư, nhưng ông Đỗ Đức Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn lại không thừa nhận và còn ngụy biện cho việc chưa xử lý được tình trạng này. Trong cái giai đoạn vừa rồi là cái trên địa bàn là cái tình trạng xe chở rác của huyện bị hỏng, nên dẫn đến cái việc này là có cái tình trạng là trong khu dân cư cái tình trạng ùn ứ rác thải. Còn nước thải thì cái việc cái tình trạng cái nước thải là chủ yếu nước thải sinh hoạt, còn nước thải trong khu dân cư về vấn đề liên quan đến chăn nuôi thì hiện tại đến giờ phút này cái các hộ chăn nuôi trong khu dân cư nó cũng không còn là mấy hộ nữa. Chúng tôi đã có những cái việc là mời các cái hộ dân nó liên quan đến đặc biệt trong chăn nuôi thì chúng tôi mời lên ký cam kết, có cái cam kết đảm bảo làm sao coi như không xả thải trực tiếp ra môi trường, không gây ô nhiễm môi trường. Để làm sao coi như nếu các hộ mà vẫn cứ cố tình thì chúng tôi sẽ có những cái biện pháp xử lý để họ coi như là thực hiện có thời gian, có lộ trình. Ví dụ chẳng hạn cần phải nuôi trong thời gian mất 3 tháng thì nó phải có cái thời gian như vậy. Còn đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại ngày 24 tháng 9 năm 2018, tức là sau 3 tháng. Tình trạng ô nhiễm vẫn không có gì cải thiện, rác nước thải vẫn xảy ra gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bởi những hộ dân thiếu ý thức, chính quyền thì lơ là, không có biện pháp kiên quyết xử lý triệt để. Khoảng 7-8 năm này, mùa nào cũng đều như này, ngồi nước, ngoài nước này đều thối, đều mưa nó tràn hết cả lên mặt đường. Cái đoạn ngõ nhà ông Bính Hồng này rửa ra, mấy nhà Tính Tuyết này rửa ra là mùi đều sông nồng hết. Mà có khi sợ nước mạch nước ngầm này bị ảnh hưởng nữa. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Tính đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp, Hộ Nông dân tỉnh quản lý là trên 65 tỷ đồng, cho trên 1.400 nông dân vay phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ Nông dân đã cho vay theo nhóm hộ, tổng 109 dự án, cho vay phân loại theo các loại hình, có 68 dự án trồng trọt, 26 dự án chăn nuôi, có 13 dự án nuôi thủy sản và 2 dự án dịch vụ và làng nghề, còn lại cho vay theo chi tổ hội. Nhìn chung các dự án đều phát huy hiệu quả, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, điển hình như hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hằng, xã Tiền Phong, hộ ông Nguyễn Văn Úy, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi với mô hình trồng bưởi tiễn, hộ gia đình ông Phạm Văn Phường, Ngô Thế Kỷ, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động với mô hình chăn nuôi vịt sinh sản. Đa số các hộ được vay đã đăng ký phấn đấu và đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương. Nhằm hỗ trợ các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tiếp tục theo đuổi ước mơ học đại học cao đẳng, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã tích cực triển khai chương trình cho vay học sinh, sinh viên cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, tổng dư nợ cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của toàn chi nhánh đạt gần 170 tỷ đồng với trên 5.700 khách hàng còn dư nợ.
hiện ngân hàng đang hỗ trợ hơn 6.300 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề với số tiền hỗ trợ là 1,5 triệu đồng một tháng và giải ngân 2 lần một năm. Các sinh viên theo học được vay 15 triệu đồng với lãi suất là 6,6% một năm. Sau khi ra trường, một năm sinh viên mới phải hoàn thành số nợ, đồng thời gian trả nợ bằng thời gian đi học. Nhờ chương trình cho vay học sinh sinh viên, hàng ngàn sinh viên trên địa bàn tỉnh đã có cơ hội tiếp tục theo học các trường đại học, cao đẳng, trường nghề mà mình mơ ước. Ghi nhận tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, tỷ lệ tiểu đường thai kỳ ngày càng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bà mẹ và em bé. Thống kê tại khoa sản 2 của bệnh viện, từ tháng 5 đến nay đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 30 bệnh nhân mắc chứng tiểu đường thai kỳ, tăng khoảng 10% so với năm trước. Tiểu đường thai kỳ ban đầu sẽ không có những triệu chứng đặc biệt, tuy nhiên nếu không phát hiện sớm và được điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của thai phụ và thai nhi như tăng tỷ lệ sinh mổ so thai to, tiền sản giật và sản giật, băng huyết sau sinh. Trẻ có nguy cơ sinh non, chấn thương sản khoa như kẹt vai, gãy xương đòn so thai to hay thai suy trong chuyển dạ, suy hô hấp sau sinh, trẻ dễ béo phì, mắc bệnh tiểu đường sau này. Để đảm bảo an toàn, tất cả phụ nữ có thai từ tuần 24 đến tuần 28 nên thực hiện xét nghiệm dung nạp đường glucose để tầm soát bệnh. Khi có dấu hiệu bất thường, các sản phụ cần nhập viện sớm để được theo dõi và xử trí kịp thời. Với nhiệm vụ là điều trị cho các học viên cai nghiện tại cơ sở và cộng đồng, cơ sở điều trị nghiện tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi đã tăng cường thực hiện nhiều biện pháp điều trị và tư vấn cho học viên cai nghiện hiệu quả. Hiện tại, Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh có trên 100 lượt học viên đang điều trị nghiện ma túy. Trong số đó có một số đối tượng có tiền án tiền sự và cai nghiện tự nguyện với độ tuổi khác nhau. Những đối tượng trong thời gian điều trị được đội ngũ cán bộ y bác sĩ, giảng viên tại cơ sở đã tiếp nhận điều trị, đảm bảo an toàn, phục hồi sức khỏe và tổ chức lao động trị liệu. Những học viên sau thời gian cắt cơn, phục hồi sức khỏe, được tham gia các hoạt động lành mạnh nên đều ổn định sức khỏe và từng bước tiếp cận với học nghề. Ngoài ra, cơ sở còn tổ chức thâm nhập liên kết với các xã phường nhằm hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật về điều trị cho các điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cai nghiện cộng đồng, tuyên truyền vận động người sử dụng ma túy tham gia chương trình điều trị thích hợp. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã hỗ trợ tổ chức điều trị cai nghiện cộng đồng cho trên 500 học viên. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay thôn Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang thực hiện xây dựng nghĩa trang đồng bộ, góp phần thực hiện tiêu chí văn minh tiết kiệm trong việc tang của mô hình khu dân cư 3.0. Nhận thấy việc xây dựng nghĩa trang đồng bộ có ý nghĩa thiết thực trong giảm quỹ đất, tiết kiệm văn minh, nên ngay từ năm 2010, bà con nhân dân đã đồng thuận xây dựng. Mô hình được xây dựng theo quy chuẩn chung, rộng 80cm, cao 1,2m, mộ cách mộ 30cm, hàng cách hàng 1m. Theo quy ước của thôn, khi có người mất, thôn đứng ra lo việc xây dựng mộ, gia đình chỉ lo chi phí với mức giá trung bình 2,5 triệu một ngôi. Nhờ thực hiện tốt xây dựng nghĩa trang đồng bộ đã góp phần đưa thôn Lại Ốc là thôn tiêu biểu của xã trong xây dựng mô hình khu dân cư 3.0. Tính đến nay, toàn huyện Yên Mỹ có 9 trên 16 xã về đích nông thôn mới, các xã còn lại đạt bình quân 18,1 tiêu chí một xã. Kết quả trên là do sự nỗ lực đoàn kết của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Xã Ngọc Long về đích nông thôn mới đầu năm 2016, một trong những tiêu chí nổi bật thôn đạt được đó là có sự đóng góp to lớn của người dân, đó là đường giao thông nông thôn. Tính đến nay, 100% các tuyến đường trục xã thôn được cứng hóa và mở rộng, đường ngõ xóm nội đồng đảm bảo không lầy lội. Để có đường bê tông rộng và đẹp như thế này, phải kể đến tinh thần tự nguyện hiến đất của hàng chục hộ dân trên tuyến đường. Nếu mà để 2 mét thì ô tô không đi được. Thế thì tôi nghĩ là tôi phải hiến ra là hơn 50 phân nữa. Thì là cái đường nó sẽ rộng là
là 3 mét thì ô tô đi là thoải mái. Chúng tôi đã quán triệt ngay từ trong đảng đến chính quyền, rồi vận động nhân dân cùng tham gia cái chương trình này. Thì tổng số cái người dân tham gia mà đóng góp xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi huy động là trên 90 tỷ. Trong đó thì có trên 70 tỷ là cái nguồn mà nhân dân đóng góp. Ngoài việc tích cực đầu tư hoàn thiện tiêu chí xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng, các xã trên địa bàn huyện còn đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm hộ nghèo. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã xây dựng sửa chữa được 18 ngôi nhà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình vươn lên, ổn định cuộc sống. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2018, huyện Yên Mỹ đã huy động được trên 158 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó xã hội hóa được gần 100 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp công trình công cộng, trường mầm non, đường giao thông nông thôn. Huyện phấn đấu đến hết năm nay có 5 xã về đích nông thôn mới và năm 2019 phấn đấu các xã còn lại.